Trong công việc và giao tiếp hàng ngày, đôi khi ta cứ mãi than phiền, chê trách kết quả công việc của đồng nghiệp mà không dành thời gian xem lại những thiếu sót của bản thân. Cùng Gumi lắng nghe câu chuyện, lau sạch cửa sổ tâm hồn để thấy được những điều tốt đẹp, tích cực của cuộc sống xung quanh ta. Có đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, cô vợ thấy người phụ nữ láng giềng đem phơi quần áo vừa giặt. Cô bảo, quần áo còn bẩn quá, có lẽ bà ta cần loại xà phòng khác tốt hơn. Anh chồng nhìn qua rồi im lặng, và rồi sau đó, cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo, cô vợ trẻ lại có lời phê phán. Một tháng sau, vào buổi sáng, cô vợ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi rất sạch sẽ, và cô nói với chồng, anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt giũ, không biết ai đã dạy cho bà ấy. Anh chồng đáp, không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau khung cửa kính nhà mình đấy chứ. Video xin kết thúc bằng câu nói của Machiavelli, người ta thường xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất. Ai cũng có mắt, nhưng ít có người có khả năng nhìn thấu suốt. Chúng ta đều thừa nhận rằng, nhờ những kỹ năng xã hội mà chúng ta có thể nhanh chóng tạo được hình ảnh lịch thiệp trong mắt người khác. Cũng vì thế mà ta cần trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng như thế. 1. Biết lắng nghe. Người thông minh xã hội lắng nghe những gì người nói muốn biểu đạt, không bị sao nhãng bởi những yếu tố xung quanh, cũng không ngắt lời người khác. Hãy biết lắng nghe để hiểu những ẩn ý đằng sau những lời nói trước khi bạn phản hồi. 2. Kỹ năng giao tiếp. Người thông minh có thể khiến cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi. Họ hài hước, chân thành và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Bởi vậy, họ rất giỏi trong việc khai phá những điểm mạnh từ người đối diện. Họ rất thích hợp để trở thành những nhà lãnh đạo. Hãy trở thành người quan sát tinh tế, tập trung. Bạn sẽ nhận ra rất nhiều thông điệp mà người nói đưa ra. 3. Biết cách thể hiện mình. Người thông minh rất cân nhắc trong lời nói và hành động của mình, luôn suy nghĩ chu đáo, cặn kẽ khi thể hiện bất cứ điều gì. 4. Giảm thiểu tranh luận. Người thông minh hiểu rằng việc tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, nên họ sẽ lắng nghe nhiều hơn với một thái độ cởi mở và thân thiện. Hãy học cách tôn trọng và yêu thương những người có ý nghĩa trong cuộc đời bạn. 5. Tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Người thông minh hiểu rằng giữa mọi người luôn có những thói quen, tập quán riêng, sự khác biệt về giáo dục và nền văn hóa của họ. 6. Luôn tràn đầy năng lượng. Người thông minh xã hội luôn có sự nhiệt huyết, năng nổ và dám dấn thân. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng và tư duy rộng mở, khiến họ luôn có nhiều năng lượng, không bao giờ cảm thấy mỏi mệt. 7. Người truyền cảm hứng. Họ như ngọn đuốc sống bởi khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời của mình. 8. Thích nghi nhanh chóng. Người thông minh có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh. Họ không ngừng thay đổi để làm mới mình, say mê học hỏi, hướng tới một con người hoàn hảo. 9. Luôn có nhiều câu hỏi đặt ra. Trong đầu họ thường có nhiều câu hỏi đang chờ lời giải đáp. Chính vì thế mà họ luôn đưa ra những quyết định thấu đáo sau khi đã phân tích vấn đề một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Người có trí thông minh xã hội thường dễ dàng đạt được hiệu quả trong giao tiếp. Tư duy nhạy bén xã hội cùng với sự tinh tế vốn có của mình, họ nhanh chóng tìm ra những mối tương quan giữa hai người. Điều này có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là trong thời đại mà con người quá bận rộn. Họ giành được nhiều tình cảm hơn từ mọi người xung quanh, từ đó thành công hơn bởi những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh và bền vững. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.